Xin chào các bạn đến với kênh trồng hoa của mình. Tiếp theo video hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái bông hoa thực dược ngoại như mình các bạn này. Đây là một em đã coi như là biến đổi gen các bạn. Nguyên bản của em nó là màu sắc vằn vè các bạn ạ. Nhưng bây giờ trong quá trình trồng em đã chuyển giới các bạn ạ. Đã chuyển sang một cái màu trắng như thế này. Nói chung nhìn rất là thích các bạn ạ. Bông hoa thì nó chưa là hết các bạn ạ, là hết nó rất là to đấy. Xinh xinh đấy. Hôm nay bị mưa lâm bị đổ mất rồi các bạn. Đấy, bị đổ gốc rồi. Bây giờ mình phải dùng một cái hòn đất để mình chặn cái gốc này vào cho nó đỡ đổ các bạn. Ở đây một bông màu trắng nữa là các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là xinh xinh này. Hoa rất là đẹp. Hôm nay là mưa lặng quá đâm là cái cổ nó bị cong mất rồi các bạn. Một em biến đổi gen các bạn. Đây cũng là trắng nhưng mà nó lại ra cái màu trắng nhọn nhẹm các bạn. Em này thì BD các bạn. Màu vằn vè vẫn còn xuất hiện đây các bạn ơi. Đấy. Tiếp đến một em nữa đây các bạn này. Đấy, một em nữa đây này. Hôm nay màu vằn vè của mình nó không có nhiều các bạn, ra toàn cái màu 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 trắng trắng loang loang này. Đây, phiên bản gốc của nó đây các bạn này. Đấy, đây là phiên bản gốc nhé. Đấy, tiếp đến một em nữa đây các bạn này. Một em nữa đây. Mưa quá các bạn, mưa nó cong hết cả cổ đây các bạn. Bông này thì nó vẫn còn những cái chút loang lổ đây các bạn này. Nó vẫn còn một cái chút loang lổ đây. Đấy, trắng hẳn mà nó cũng không 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 như là loang lổ hẳn. Đấy, nó cứ lốm đa lốm đốm rồi các bạn, tàn nhang đấy các bạn. Đấy, em này nó vẫn bên trong nhị này. Nó vẫn giữ một chút cái màu tàn nhang. Đây các bạn này, mưa gió nhìn bông hoa mất đẹp các bạn. Đấy, những cái hạt mưa rào đấy làm nó cong hết rồi các bạn. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa, vẫn còn loang lổ lắm. Em này tiến hóa chưa coi như là hoàn chỉnh các bạn. Vẫn còn pha lẫn tạp chất, vẫn còn tàn nhang trắng rất là nhiều. Màu trắng năm nay chiếm đa phần các bạn. Thì tiến hóa sang màu hồng. Màu hồng thì thân lại tím các bạn. Đấy, tiến hóa sang thân màu tím rồi các bạn ơi. Trước thì cái thân nó màu trắng, chứ đâu đâu có tím như này. Nhưng hôm nay em tiến hóa thì coi như là đã thành cái thân màu tím rồi các bạn ơi. Đấy, đương nhiên lại được một cái chủng màu hồng mới này các bạn ơi. Lặng quá, cong hết cả cần này. Đấy, phiên bản gốc của em nó như này cơ mà. Phiên bản gốc thân nó xanh như này các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, khi tiến hóa thì em nó lại ra cái thân tím này, ra cái thân màu tím như này, và bộ lá nhìn có vẻ hơi khác khác một chút các bạn. Một bông hoa mang một màu sắc khác nhau các bạn. Đấy, nó cái tiến hóa như này thì mình sẽ có ra nhiều màu mới các bạn. Đấy, phiên bản gốc của nó vẫn nét là nẹt như này các bạn này. Đấy. Vẫn nét là nẹt như này, nhưng mà tiến hóa ra thì ra các màu ở này các bạn ạ. Cũng là tàn nhang nhưng mà lại ra một cái chút trắng trắng hồng hồng ở dưới, coi như là mấy cái cánh dưới này các bạn. Đấy. Những em này thì tàn nhang rồi, tàn nhang như chưa lở các bạn. Mới hôm nay mưa này thì lại mỗi ngày lên một khác ấy. Đấy, cái tự mà kéo cổ lên này các bạn. Thực dược này thì cứ mưa rào là nó lên khiếp lắm các bạn. Chưa kịp coi như căng lưới đã coi như là tốt dập trời rồi. Em này thì sẽ ra màu 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 đỏ nhung này các bạn này. Đấy, em này thì sẽ ra màu đỏ nhung này. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.